Lâm hoa hỏi anh thằng lo lập, nạp cho rồi tan thật lục nhân, lôi âm khởi chiến đời, thắt chân lấy loạn là tôi nghĩ nào ha, ai muốn câu đó? Dạ. Bây giờ có chuyện sơ thầy thuộc rồi đó. Đúng cái bài này là ông đòi cho ông Phan Ngọc Châu, gọi là thiên lý ta ha, thiên lý là lẽ trời, ta là diễn ra, dân dần dân thương chúng ta đọc lên đây gọi là diễn ta đó gì ạ. Nó không hết nổi rồi, để có thiên cơ là chúng tôi xin khớp hết, cái chỗ nào mà có thiên cơ là chúng tôi xin khớp qua, không có nắm bàn nha. Thầy cho biết cái trong tôi chỉ đó, thiên cơ bàn chúng thì có tội mà bàn thật cũng có lỗi, rồi là tấm không cho bàn của thiên cơ mà. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể cái chuyện gì qua rồi là nói được, cái thiên là trời, cái tôi là mái, cái mái trời mà thầy biết thầy lộ ra đó, cái nào mà qua rồi mình cũng nói với nhau, cho biết rõ thầy chúng ta là lộ mặt, tôi đâu mà tôi nói hoàn toàn là nói thiên cơ thời cuộc à, mà nói thời cuộc thiên cơ qua rồi chúng tôi có lên trong nói đâu. Thôi bây giờ chúng ta đổi bốn câu này đi. Lâm hoa hội anh tàn lo lập, như vậy là thầy lộ thiên cơ cho mình biết là thầy là hội lâm hoa. Xin trở lại đó, hỏi tất cả quý giáo bạn ở đây là trong tam, trong tam tạng giáo điển của Phật tổ đó, tam thế chư Phật là quá khứ hiện tại tương lai đó, có phải Phật Di Lặc là hội lâm hoa không? Đúng vậy đó, Di Lặc là hội lâm hoa phải không? Cho mình tăng kỳ cho biết nè, minh chân đạo thời kỳ mạt kiếp thức tỉnh đời cho chị lâm hoa, đạo bệnh cũng cho biết là hội lâm hoa, giả cho người ta trở về hội lâm hoa, mà ai là hội lâm hoa? Di Lặc Phật Lâm Phàm là hội lâm hoa. Mà thầy chúng ta học lộ như vậy là thầy chúng ta phải trở lại là hội lâm hoa đâu bây giờ, là thầy chúng ta là Di Lặc Phật rồi đó. Lâm hoa hội anh cần lo lập, mà nhưng mà chừng nào lập ta không dám nói hả? Năm tháng ngày giờ nào lập ta không dám nói hả? Mà bị có biết đâu nói, nó không dám nói à, nói vậy chứ còn không biết năm tháng nào lập cái đây. Mà đều biết trong đồng 2000 năm trong đồng 2000 năm là lập đó. Là vì Giê-xu Christ ở bên Âu Châu phải không? Có tiên tri rõ là trong 2000 năm tận diệt thế gian này, mà năm nay được 1974 rồi. Chỉ còn hai mấy năm nữa, trong vòng 2000 năm là hội lâm hoa nha các cháu. Dám tu à, không tu cái ngay trình học là hội lâm hoa rồi đó, gia tà hồn sát cũng tiêu. Giờ thôi tới nữa đi. Lâm hoa hội lâm cần lo lập, nhưng mà có điều là lập cho rồi tam thập lục nhân. Chắc có lẽ đồng nào hỏi chúng tôi tại sao rồi hội lâm hoa còn có 36 người. Tam thập lục có phải là 36, cũng như là người khác quý vị. Vì lập rồi hội lâm hoa còn có 36 người à. Mà nếu thiệt còn có 38 người đó, thì thầy ngồi luôn bên cây thương, thầy không qua đây chi? Qua chi mà bây giờ có trên 6 tỷ người rồi, tức là 6.200 triệu dân rồi. Mà lập rồi hỏi hôm qua còn có 36 người thì qua đây là lập đạo dạy đời chi cho nó mệt quá, ở luôn bên cây thương à. Thấy không? Ở đây tôi biết cảnh thiên trước thôn thoa nằm ngạch, cảnh ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương chăm họ dạng dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Vì quá thương mình xuống dạy mình cho được sống cho nhiều, ta là hội lâm qua chứ. Mà tại sao thì nó lập cho đồ tam thập lục dân vậy, là còn có 36 người? Xin thưa không phải, không phải toàn thế giới năm châu này lập rồi cái hội lâm qua mà còn 36 người đâu. Vì cái gì chứ? Thôi là cho chúng tôi trao đổi thật, nó biết với chúng tôi đi. 36 người này đó là 36 vị đại đệ tử của nước thầy chúng ta. Bây giờ quý vị cho chúng tôi vô dòng lịch sử của Phật Đà mà trao đổi qua các cái chuyện mà các giáo tổ thời xưa đã dạy đạo đó. Như Phật Thích Ca Mâu Ni ngày trụ thế trong kinh Ấn Độ đó, ngày dạy rất nhiều môn nhân đệ tử, nhưng mà chỉ có 10 đại đệ tử à. Đại đệ tử có 10 người thôi, còn số tín đồ của ngài đó là không số đến được, tức là hàng hà xa số đó, đến không được. Nào là Bồ Tát, nào là La Hán, tôi là Hoàng, tôi là Hà Mã Năng, Hà Mã La Hán, Đức Chư Phật, thành không biết bao nhiêu. Nhưng mà rốt lại chỉ có 10 đại đệ tử à. Rồi thiền xuống cho ông Ca Diếp làm sơ tổ của Pháp Thiền Tông, thiền dài xuống cái lục tổ Huệ Năng là 33 đời tổ đó. Mỗi ông cũng đều có 10 đại đệ tử à. Ông nào cũng 10 đại đệ tử thôi. Phải không quý vị? Cái ông tổ Huệ Năng là vị tổ 33, vị tổ thứ 6 bên Trung Hoa, vị tổ 33 kể xuống Ấn Độ đó. Ở tại bên Trung Hoa đó, trụ thế 37 năm dạy đạo, sau cùng cũng có 10 đại đệ tử à. Nhưng mà đọc đáo đó, Đức Di Lặc Lâm Phàm tại Việt Nam này là mượn sát đàn Đoàn Minh Quyên đó, là Phật Thầy Tây An nó có được 12 vị rồi. Cái số đại đệ tử trong hạng hôn thì nó lên số đại đệ tử 10 vị, thêm 2 nữa là Phật vị hiện thủ của Đức Phật Thầy Tây An. Rồi mới chuyển biến tới Phật Trùng, tới Bổn Sư đó. Phật tới Bổn Sư là được 24 vị rồi. Sao ạ? Ở bên núi Tượng có 12 ông trò,
qua bên núi dài có 12 ông dân, 12 ông trò với 12 ông dân việc chung là 24 việc. Cái số đại đệ tử mỗi lúc là mỗi nơi, mỗi kỳ chuyển biến pháp ban sát thân đó đều là lên cái số đại đệ tử. Hôm nay thầy lưỡi sát con với ông nước bà là chuyện chót này đó, thầy có tới 36 vị đại đệ tử để mà lo đặt hỏi đông qua với thầy. Cho nên thầy cho biết nào, Bạch Dương Đà Sĩ võ máy diệu việt chuyển lọc hội lâm qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho chứng dựng chứng ngôi, người có đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo. Rất rõ ràng là ngày có 36 vị đại đệ tử. Khi thầy chúng ta trở về đó, họ kiến cho 36 vị đại đệ tử này nè, thì phái cho đi định ngôi thân xứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chúng ta. Mà ông ta thấy cho biết đó, hưởng huynh sư sự trí ăn nào, dạy người tám nước chỗ nào dân thơ. Vậy thì chính đồ có thầy có đại đệ tử 36 người, còn cái số lượng là không biết bao nhiêu mà kể. Thì đồ hôm nay xin trở lại lập cho rồi tam thập lục nhân. Thôi vậy được không quý vị, cho đây mà cứ minh giải hoài hết giờ không làm sao những chuyện cho hết nổi đâu. Thầy chúng ta ra đời kỳ này đó, đắc đạo vô số đến tính, nhưng mà đại đệ tử tới 36 người lần. Thôi dám tu quý vị ơi, dám tu có tên mình trong 36 là chắc hẳn, nghe anh. Thời gian tới đi, bây giờ tới nữa nha. Mà giờ mình có, bây giờ mình có xin bất tử nhảy ra chỗ nữa, có xin đại đệ tử là nguyên giờ đó, ma dương cơ mà thiên ma ba tầng không ạ. Chờ thầy về mới được, thầy họ cứu mới được. Thôi là tới nữa đi. Khắc sơn, không phải. Lập cho rồi tâm thời thập lục nhân lôi âm dục khởi chiến đờ. Lôi âm dục khởi chiến đờ là gì quý vị? Ở đây đâu quý vị nên nhớ rõ, có chỗ thầy cho biết nè. Chuông linh tướng ba hồi lục thúc, đòn lôi âm sổi điệu êm tay. Vì là lôi âm dục khởi chiến đờ này đó, đòn này không phải là thầy đòn thiệt đâu. Thầy đem gọi cho Phật tổ bên lôi âm tự bên Ấn Độ á, đem qua đây dạy mình đó, giống như đòn cho mình nghe vậy đó. Cho nên trong những thiết bị thầy cho biết nè, lắng tai nghe rõ chiến đòn, không dây không khiến quán mời cũng không. Đòn đập đó là đòn không dây không khiến đó. Đòn tây vừa lại đòn đông, cái trăm bát ánh gặp thân quân nguồn, tức là thầy đem lời Phật tới nói cho mình nghe, giống như lần cho mình nghe vậy đó. Lôi âm dục khởi chiến đồng, thầy đem cái tiếng của Phật Thích Ca Mâu Ni từ bụi tại ở bên Ấn Độ, tại lôi âm tự kia đem tới đây và dạy dỗ mình đó, giống như chiến đồng vậy đó, rồi dục khởi chiến đồng. Nhưng mà câu thứ tư này đó, thầy báo tin cho biết là thất sơn giới loạn là sơn hữu nghiệp. Thất sơn là ở đâu quý vị? Thôi lỡ là đêm nay nói luôn đi, là bà Sáu tao phép là bà Sáu thì cho phép nói lên thất sơn đi. Nếu chúng ta nói lòng vòng quá mất ngày giờ lắm, rồi đang sử dụng mấy anh thông cảm nha, là tất cả tôn giáo bạn và các là thanh hào như sử đây cũng thông cảm cho, là toàn thể đồng đạo cũng thông cảm cho. Thôi lỡ rồi nói thất sơn luôn rồi. Thất sơn là bãi núi cái gì á, là bãi núi là núi nào tôi nói luôn đi. Cái mình ở dùng thất sơn bị ra ngoài đó, cái gì sợ chúng tôi không biết thất sơn là hỏi thử nè. Vì thất sơn á, giới đoạn là cơn hiểm nghèo, mà thất sơn núi nào tôi nói luôn đi. Đây là căn cứ theo cái bản đồ của Phật thầy đang đó. Thất sơn này có bãi núi, một đó là Liên Hoa Sơn. Liên Hoa Sơn núi tượng đó, giống như bông sen đó, Phật thầy đặt là Liên Hoa Sơn. Hai là Thủy Đài Sơn, là cái núi nước gần núi tượng chiều cao chừng 50 thước à, và là Thủy Đài Sơn. Thuốc năm đó trên cái núi này là hoàn toàn nước không à, không khi nào hết nước. Và mùa nước đó, cái mùa nước tháng 8, tháng 9 là nước nó ngập binh bỉnh ra, xanh quanh núi vậy, Thủy Đại Sơn thì ngập hết trơn à, như vậy là Thủy Đại Sơn. Ở châu đốc chúng ta vô tới nhà bà, nó bên tả ngạn chúng ta có cái núi đó, mà thường gọi là núi Ông Két đó, Phật thầy đặt là Anh Vũ Sơn. Ngang núi Ông Két đó có cái núi dài 5 giếng, Phật thầy đặt là Ngũ Hồ Sơn. Thì nó ngó xuống phương Tây chúng ta thấy có cái núi mà mây giăng tư mùa đó, là Phật thầy đặt là Thiên Thẳng Sơn, tức là núi gấm trời, đó là núi Đông luôn quý vị. Sau lưng núi Đông có cái núi dài nằm dài đó, Phật thầy đọc là Ngọa Long Sơn. Nhìn phía phương Nam á, có cái núi giống như Phụng Hoàng, Phật thầy đặt là Phụng Hoàng Sơn núi Long Tô đó, đó là bãi núi đó. Như thầy bãi núi này đó, Liên Hoa Sơn, Thủy Đài Sơn, Anh Vũ Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Thiên Thẳng Sơn, Ngọa Long Sơn và Phụng Hoàng Sơn, đó là thất sơn. Mà thầy cho biết á, thất sơn giới loạn là sơn hữu nghèo. Chừng nào mà thất sơn có loạn đó nha, là lúc đó nguy hiểm lắm à. Học tới nói đi, nơi phía trước treo leo phía gốc, đứng sau lưng hình dốc dễ chân, nước kia lửa nọ tinh bừng,
thảm cho thế sự lại mình nản tay. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo đứng khoe khoang. Thầy biết là cái nồ của thầy đó, và một số người đó nha, người ta tu cứ theo chê không à, tu thì không tu, người ta tu mà chê, làm đạo không làm, người ta làm được đáng, không có làm. Tiền bán nấu lý không ai tiền hết đâu mà, tiền là coi mời mà người ta đi lưỡng đông đông, sợ có uy tín, người ta ngày làm gì, gì đời chân ghế, đừng coi vậy đâu. Nói vậy đó, cho nên cái thầy cho biết là thầy trở về tới rồi đem sắp sơn giới loạn là cơm những nghèo, nơi phía trước thầy đó, nơi phía trước treo leo chiếm khóc, khóc mà đứng treo leo không diễn ra. Rồi đứng sau lưng thầy là hình dốc dễ xinh nha, mặt đặt cái xinh hết ra. Rồi nước kia rửa nọ tinh bình ra là tới ngày đó là cái ngày chấm dứt muôn nạn này. Thảm cho thế sự để mình nạn tay, thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lặng lơ ngạo đứng xe hoàng, không có tu. Rồi cứ đi chê bai à, khoe mình là người hay là giỏi, nói rằng tôi không thằng tu á, mấy ông tu không thằng tôi nữa, bây giờ tôi tu tăng à. Ai nghĩ coi tu tăng tu gì, mà bó thử tu tăng tu gì. Đúng rồi đó, mấy ông đi học với tôi cũng thèm học, mà tôi cũng hơn mấy ông á, nắm hơn không gì, mình chứ chắc ăn thiệt hơn không. Làm sao mà hơn người học của ta được, bây giờ mình không tu ra sao thì mình khổ lắm đó quý vị ơi. Thầy cho biết thắt sơn giới loạn là cơ hiểu nghèo, thôi nói ông hết là chúng tôi không có dám bằng chữ cơ. Ở đây cũng khớp khớp qua như là đọc nguyên văn của thầy, bốn câu này chúng tôi trình bày đại để mời tất cả các bậc cao minh và quý vị có mặt nơi này đã không trao đổi thêm, chúng tôi qua đâu đó được, chúng tôi qua đâu đó được.